À đúng rồi. Bây giờ anh em bù quả sẻ đi và mình sẽ tiếp tục reaction Kylie freestyle. Đúng rồi, đây là cũng là một cái chủ đề rất là hot. Với một người có kinh nghiệm mà nhiều năm freestyle như là mình thì mình sẽ rất muốn reaction cái bản Kylie freestyle này. Mình nói chung là không có tính công kích gì cả, không có công kích, không có personal gì cả và cũng không quan tâm drama của cô bé Kylie này, mà ok, mình sẽ chiều các bạn, mình sẽ freestyle cùng Kylie. Yay, yay, freestyle Kylie, yay. Đây, Kylie freestyle rồi. Và bây giờ em đang rap, em đang khóc hu u. Đáng lẽ là kiểu nếu mà Kylie mà muốn freestyle kiểu cái freestyle kiểu hu hu đấy, mà nếu mà muốn kiểu viral thì freestyle kiểu ú ú, kiểu ú ú. Và bây giờ em đang rất ú ú. Phần ú ú dễ tìm mà. Em đang rất là ú ú. Ok. Ok vẫn đấy. Ok nào người đẹp, ok người đẹp nào tới luôn. Ú mập ú. Hello. Để ngoài giúp mình luôn nhé. Anh đang reaction phần Kylie freestyle mà. Để mà nói về em bảo. Anh ơi cứ để xem đi, để em gọi cho. Được rồi, vặn lại em. Để mà nói là rất là lâu rồi tôi mới nhìn thấy một cái màn freestyle nó ấn tượng như thế. Có nhiều cái khái niệm về vần mà các bạn không biết. À, các bạn chưa biết được hoặc là nó ngoài tầm hiểu biết kiểu non trẻ của các bạn. Ví dụ như là Kylie này đang là bạn ấy chơi một cái loại vần nó rất là phức tạp, nó gọi là vần bất tử. Đó là cái vần hoàn hảo. Trong ở trên trong tất cả các loại vần là không có cái vần nào nó hoàn hảo bằng từ hu hu cả, hu hu cả. Nên là cái vần đấy nó gọi là vần hoàn hảo, vần bất tử, đúng không? Nên là nếu như mà cái tip mà dễ nhất của việc là ai mà không nghĩ ra được vần thì mẹ à, cách mà viết vần tốt nhất ấy, đấy là những từ giống hệt nhau sẽ vần với chính nó. Vậy đây là đấy là một cái vần hoàn hảo á. Nhưng mà nó lại chỉ có thể có vần hu hu và vần với cả vần hu hu. Hu hu vần hu hu. Em ngồi đây và em khóc hu hu. Của em là mu mu, còn của anh là cu cu. Khi em livestream em u hu. U hu. Chung đây là một cái chơi diễn phép chơi chữ rất là phức tạp. Nhờn. Ú hú. Ú. Ú hú. Ok, cái beat này là cái beat của V-Show freestyle. Nếu mà là anh mà anh freestyle trên beat, anh sẽ là ú. Ú hú. Hú 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 hú. Hú. Ú hú hú hú. Ú hú. Ú hú. Ú hú. Đấy, thấy không?
Các bạn đã thấy một cái bar nào mà nó có cái vần bất tử như thế chưa? Khi mà các bạn mà viết câu nào nó từ nào nó giống hết nhau ấy thì từ nào nó có vần với nhau hết. Đây là vần. Chúng ta lại xem lại lần nữa hiểu không? Toby freestyle ok. Obito freestyle ok. Hay. Off the head freestyle thế là rất là ok rồi. Ok. Em một rất là buồn. Đấy là em sẽ làm ù hú freestyle. Ú ú ù hú. Em ngồi ở đây hù hú. Hù hú hù hú hù hú hù hú hù hú. Em ngồi ở đây và em khóc hu hu. Đầu của em vuông như a du du. Anh đang work hard. À đâu, anh đang rảnh khi người khác lu bu. Anh muốn vỗ vào góc mu mu. Thật u là cái phần dễ viết mà. U vần u ấy. Kiểu em ngồi đây và em khóc hu hu. Mẹ của em bị ung thư nên em chỉ biết u u. Em chỉ khóc u u. U là mẹ em ấy. Ờ u là mẹ. U này bầm này. Má. Má. Đúng không? Thế nên là phạm chủ của cái việc freestyle nó là những cái mà nó rất là phức tạp với là mọi người. Thật ra thì nói một cách nghiêm túc và công bằng thì freestyle không phải là cái kỹ năng mà bắt buộc phải có của rapper và cũng không thể đánh giá rapper qua việc họ freestyle được. Tất nhiên là nếu mà rap vừa hay và freestyle vừa hay thì sẽ như tôi.